Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel Căn Nhà Màu Vàng. Và ngày hôm nay Nhân đang đứng tại đây tại một dự án vô cùng đặc biệt ở khu vực quận 7, đó là dự án The View được phát triển bởi chủ đầu tư Capitaland. Và ngày hôm nay sẽ hứa hẹn một cuộc hành trình vô cùng thú vị cho tất cả chúng ta, bởi vì chúng ta sẽ có dịp tham quan các tiện ích cũng như là các căn hộ mẫu đã có bàn giao, cũng như là các những người bạn đồng hành của chúng ta sẽ vô cùng thú vị trong ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng theo bước chân Nhân để đến gặp những người bạn này nhé. Nào, ta cùng đi thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ ghé thăm một căn khác trong cái tòa tháp T7 của dự án The View này. Ở đây là một căn vô cùng đặc biệt, thì đây là căn gốc. Thì chúng ta sẽ cùng xem là cái bên trong nó sẽ như thế nào mọi người nhé. Rồi, chúng ta đem là căn hộ 2 phòng ngủ anh. 2 phòng ngủ anh. 2 phòng ngủ, thực sự là 2 phòng 1. Đã có một phòng làm việc. Còn đây là cái tắt như luôn có bằng cầu nhà thì hướng lên không là hướng bắc hướng bắc thì không thường thường vì nó hướng bắc thì sẽ phù hợp cho thực ra thì người ta nói là đông tứ chặt tây tứ chặt gì đó, nhưng mà sự ăn hướng bắc thì nhất xong rồi không bị ngắn. Thứ hai nữa là lúc nào một mát và đặc biệt là ăn được khi thấy được view lên mắt và view hoa hoa đó, đây cầu Phú Mỹ đấy chứ, đó cầu Phú Mỹ này kia không cái sông, cái cầu là một biểu tượng cái sông. Ban công này thì ra đây khoảng tầm mét hai đó, rồi mét hai nó tự phủ bì luôn, nó khoảng 1m4 dài khoảng 2m2 thì khá là hợp lý cho việc mà sử dụng. Thì xe nhưng mà nó mặc nó sử dụng mua về đó thay để cái kính này mà kính là lùa xếp, nó xếp nó vừa lùa vừa xếp lại thì không dành ra đâu. Và các khoảng nói cũng khá là rộng, nếu mà mình để máy lạnh, máy giặt, máy sấy, nó máy lạnh sẽ thì là bảo làm đây là view tuyệt vời.
test chung đầu tiên cái là phòng học hoặc như tâm trí cũng hoàn học đây đó là do sao chủ tư có chỉ đèn đấy à là trang đèn các bạn học đây cái tủ để hồ sơ kẻ sắt kẻ sắt để là hồ sơ đó cũng là cũng có cửa đấy cái phòng này cũng là một nó bao nhiêu vẫn mát à rất sáng rất là mát đây là phòng mát cho các bạn cũng chứ chúng ta như vậy thầy vừa cũng rất là tốt bố trí tất cả tiền bảo vệ hệ thống đây là tiền đã hoàn thiện nên khi mà những người mà mua mới về họ sẽ không phải đi mua chiếc đồng tiền lại mới tại vì này rất đẹp luôn cái phòng ngủ tân thứ hai cái đồng tiền lần này cái đố đầu đường và có thể liên hệ với người chủ căn này. Cảm ơn trường. Thời gian còn lại.